Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe Hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị, chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây vào mỗi buổi sáng, nên đến viện khám ngay bởi chắc chắn cơ thể của bạn đang có vấn đề, thậm chí là ung thư. 1. Hôi miệng. Nhiều người có vấn đề hôi miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng sau khi đánh răng thì không còn mùi hôi nữa. Nguyên nhân có thể do đường tiêu hóa hoặc sức khỏe răng miệng kém. Thực tế, nếu chức năng gan bất thường cũng rất dễ gây hôi miệng. Điều này do chức năng gan bị suy giảm, chất độc trong cơ thể không được chuyển hóa bình thường. Vào thời điểm này, hàm lượng amoniac trong máu tăng lên, khiến bạn gặp vấn đề về hôi miệng. 2. Ho đờm dính máu sau khi ngủ dậy. Thông thường, khi ngủ dậy, người khỏe mạnh không có đờm hoặc rất ít đờm trong cổ họng. Nên với trường hợp có nhiều đờm và hay phải khạc ra ngoài vào buổi sáng, khả năng người đó mắc bệnh viêm hầu họng, phế quản hoặc viêm phổi. Để chẩn đoán chính xác bệnh, bạn cần phải đi kiểm tra màu sắc và tính chất của đờm. Đờm trắng, nhất có thể cảnh báo bạn đang bị nhiễm gió. Đờm vàng, tương đối đặc và dính là dấu hiệu bạn đang bị nóng hoặc cảm lạnh. Những trường hợp này không không đáng lo ngại vì bệnh không nguy hiểm. Nhưng nếu đờm có máu thì nên đi khám vì đây được xem là dấu hiệu của các căn bệnh về phổi như phổi khô, lao phổi hay thậm chí là ung thư phổi. 3. Nước tiểu lần đầu trong ngày. Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt, không đục. Màu sắc, lượng nước phụ thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày và lượng thức ăn tiêu thụ. Nếu nước tiểu ít, đậm đặc, vàng sậm cho thấy chị em uống quá ít nước, cần bổ sung thêm. Khi nước tiểu có kiến bâu, đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Trường hợp đau bụng âm ỉ, đi tiểu liên tục thì có thể là triệu chứng của bệnh sỏi đường tiết niệu hoặc ung thư bàng quang, ung thư thận. Đặc biệt, nếu thấy máu tươi lẫn trong nước tiểu cần phải đến bệnh viện kiểm tra sớm nhất có thể. 4. Đầy hơi. Đây là biểu hiện rất nhiều người gặp phải có thể do bị khó tiêu, giữ nước. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nhưng nếu phái nữ gặp phải tình trạng đầy hơi bất thường không liên quan đến ngày đèn đỏ, xuất hiện đột ngột và diễn ra thường xuyên kèm theo đau vùng bụng hoặc xương chậu rất có thể bạn đang bị ung thư buồng trứng. 5. Phân có máu. Cách chăm chăm sóc cơ thể đơn giản chỉ là kiểm tra phân của bạn lần đại tiện đầu tiên trong ngày. Với những người khỏe mạnh, phân có màu nâu vàng, không quá nặng mùi. Nhưng nếu thấy những biểu hiện khác thường như màu đậm hơn, khô hơn thì có thể là hiện tượng nóng ruột hoặc có những vấn đề về dạ dày gây ra. Cơ thể bị nóng khiến phân sẽ kết dính nhiều. Nếu phân có máu rất có thể là bạn bị trĩ hoặc thậm chí là bệnh ung thư ruột. 6. Dấu hiệu của một số bệnh khác. Cảm thấy tim đập nhanh và đói cồn cào khó chịu. Nếu sau khi thức dậy bạn gặp phải triệu chứng này và chúng chỉ hết sau khi ăn sáng có khả năng bạn đã bị tiểu đường. Trong miệng có mùi nước tiểu, amoni, cẩn thận các bệnh liên quan đến thận. Góc ngoài cùng của niêm mạc mắt xuất hiện một vòng tròn nhỏ mờ nhạt màu khói. Có khả năng bạn đang bị bệnh liên quan đến tim mạch. Nhiều bệnh ung thư thường được phát hiện nhờ cách kiểm tra các khối u như ung thư vú ung thư dương vật, ung thư hạch và ung thư tế bào mềm trong cơ thể. Sốt. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.